Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có đến khu vực phường Thới An Đông, quận Bình Thủy để giao lưu những cái phôi mai. Rồi xin mời. Rồi chào coi. Dạ rồi, chào chú ơi, chào tất cả cô chú gần xa. Hôm nay con có lên 30 phôi mai đế đẹp để bàn cho cô chú tham khảo ạ. Rồi ok, cảm ơn em nhiều. Phí ship là miễn phí em. Dạ, miễn phí ship toàn quốc ha. Rồi, miễn phí ship bà con ơi, số 1. Mã số 1. Rồi, xin chọn dòng luôn. Chọn dòng luôn em ơi, chọn dòng luôn. Số 1. Mã số 1. Phí ship bao toàn quốc mấy nơi. Rồi em coi thông số luôn, số 1. Em này được 27, 26 nha cô chú. Rồi 26. Dạ. Rồi cao luôn. Cái em này được 47. Rồi 47. Dạ. Rồi cho giá luôn em. Mã số 1 này con xin giao lưu với cô chú là 1.500.000 nha cô chú. 1.530 ship nữa rồi. Dạ. Rồi đổi luôn. Mã rồi, số 2. Số 2 mấy ơi, xin nhắc lại số 2. Rồi, chia cành có luôn bà con ơi. Mã số 2, rồi em cho thông số luôn. Em này được 20 mốc mà lấy 20 thôi nha cô chú. Rồi 20 thôi mấy anh ơi. Dạ. Rồi chiều cao của em luôn. Chiều cao em này được 94. 94 rồi. Dạ. Ok. Dạ, bên báo giá mã số 2 này với cô chú là 1.500.000 luôn nha cô rồi, chú. Rồi 1.500.000 miễn phí ship mấy ơi. Rồi dạ. Tiếp theo số 3. Mã số 3. Số 3. Số 3 bà con ơi, số 3. Độc lạ. Hữu nghị dễ chơi luôn. Dạ. Hôm nay là đồng giá cho nghe cô chú. Đồng giá hết bà con ơi. Dạ. Phí ship là bao em? Dạ phải phí ship là bao nghe cô chú. Rồi đọc cái số điện thoại luôn em ơi. Số điện thoại của con là 0788760629, Zalo cũng là số đó luôn nghe cô chú. Rồi ok. Rồi thông số của em luôn. Được viết. Rồi thông số luôn. Thông số em này được 21 mà lấy 20 nha cô chú. Rồi 20 thôi. Dạ. Cao luôn. Cao được 47. Rồi 47. Rồi. Mã số 3. Rồi giá luôn, giá luôn, giá. Giá em này 1.500.000 nha cô chú. Rồi đồng giá luôn bà con ơi. Rồi tiếp theo. Lấy cho bút đó. Mã số 4. Số 4. Rồi chia cành gó luôn mấy anh ơi. Dạ chia cành thì cũng đều nha cô chú. Đều luôn. Bánh cam này nha cô chú. Có cái bánh cam luôn. Dạ. Cái này thì nó có bị lỗ một xíu nhưng mà đang kéo da lại nha cô chú. Rồi ok. Mã số 4. Rồi mã số 4. Rồi đó luôn em ơi. Em này được 20. Rồi 20. Chiều cao em này được 61. Rồi. Dạ. Rồi giá em ơi. Mã số 4 này cũng là 1.500.000 luôn nha cô chú. Rồi 1.500.000 luôn. Dạ. Rồi tiếp theo. Số 5. Mã số 5. Cây này khá là quái nha cô chú. Số 5 luôn. Cây nào cũng có cái bánh cam nha. Rồi đo thông số luôn, đo luôn. Em này được 19 nha cô chú. Rồi 19 mấy anh ơi, 19. Chiều cao được 55. Rồi 55. Dạ. Mã số 5. Số 5.
Mã số 5 này con xin giao lưu với cô chú là 1 triệu 500 ngàn luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 500 rồi, tiếp theo. Mã số 6. Chỗ này như là cái góc cái này ở dưới là như là muốn xù nha cô chú. Rồi, góc này xù luôn, có dấu hiệu xù. Dạ. Chia cành đó luôn mấy anh ơi. Chuyên cành cũng khá là đầy đủ nha cô chú. Rồi, đo mã số 6. Cái này đo dưới cho cô chú tham khảo đi. Được 27 nha cô chú. Rồi, 27, chiều cao luôn. Cam này xanh 8. Rồi, xanh 8. Dạ. Rồi, giá em ơi. Mã số 6 này cũng là 1 triệu 500 ngàn luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 500, rồi, tiếp theo. Số 7. Mã số 7. 7 nha cô chú. Số 7 anh ơi. Chân tạng đầy đủ nha cô chú. Rồi, chân tạng đầy đủ luôn. Rồi, đo luôn em ơi. Em này được 22. Rồi, 22, cao luôn. Cao của em này được 77. Rồi, 77 bà con ơi. Mã số 7. Số 7. Rồi, giá luôn. Mã số 7 này con cũng là 1 triệu 500 ngàn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 500 luôn mấy anh ơi. Dạ. Rồi, tất cả đồng giá hết. Mã số 8. Số 8. Dạ. Tròn vòng luôn mấy anh ơi, tròn vòng luôn. Chi cành có luôn mấy anh ơi. Dạ. Rồi, ok. Rồi, em cho cái thông số luôn. Số 8 bà con ơi. Mã số 8. Số 8. Em này 21 nha cô chú. Rồi, 21, cao luôn. Chị ca em này được 72. Rồi, 72. Mã số 8. Rồi, giá luôn. Mã số 8 này cũng là đồng giá là 1 triệu rưỡi luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi. Mã số 9. Số 9. Này thì có sáng ốc nha cô chú. Rồi, ok. Chỗ này là nó liền luôn rồi. Liền luôn rồi. Dạ. Chỗ này nó có cái rễ đó. Rễ hay là... Rồi, ok, cứ nhẹ luôn. Số 8, số 9 mấy anh ơi, số 9. Mã số 9. Rồi, ok, vậy là đo thông số em ơi. Em này được 21 nha cô chú. Rồi, 21, ok, cao luôn. Cam này, em này cao được 49. Rồi, 49. Dạ. Yeah. Mã số 9 là có giá cũng là 1 triệu 500 ngàn luôn nha cô chú. Rồi, 1 triệu 500 luôn mấy anh ơi. Dạ. 500, rồi, tiếp theo. Mã số 10. Số 10. Này là sù cám nha cô chú. Sù nhẹ, sù cám nhẹ. Sù cám luôn. Dạ. Mã số 10 mấy anh ơi, số 10. Dạ, mã số 10. Chi cành có luôn. Rồi, em đo luôn. Hai mươi mốt. Rồi, cao luôn em. Cam này được 94 nha cô chú. Rồi, 94. Rồi. Mã số 10 này cũng là đồng giá nha cô chú. Rồi, chi rưỡi luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo. 11. Mã số 11 của anh ơi. Chỗ này có bị hẹo nha cô chú. Rồi, có hẹo luôn. Dạ. Với chỗ này. Đó. Mã số 11 anh ơi. Mã số 11. Rồi, thông số luôn. Em này được 22. Rồi, 22. Chiều cao được 61. 61 luôn bà con ơi. Ok. Mã số 11 này cũng là đồng giá luôn nha cô chú. Rồi, đồng giá tiếp tục.
Dạ. Rồi 12 lên. Mã số 12. 12. Mã số 12. Rồi em cho thông số luôn, 12 luôn. 23. Rồi 23. Chiều cao này được 68. 68 luôn. Mã số 12 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. Rồi 1.500.000 luôn. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 mấy anh ơi, 13. Rồi đo luôn. Em này được 24. Rồi 24 luôn, rồi cao. Em được 64. 64 rồi. Yeah. Mã số 13 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. Rồi 1.500.000 rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 14. 14. Dạ. Yeah. Này là quái nha cô chú. Mã số 14 luôn anh ơi. Rồi cho thông số của em luôn, 14 luôn mấy anh ơi. Được 24. Rồi cao luôn. Em được 67. Rồi. Mã số 14 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. Tiếp tục là đồng giá mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo mã số 15. 15. Cái này là cái cũ mà nó muốn khích liền luôn nha cô chú. Cũ to luôn. Dạ. Yeah. Ok. Chỉ cần có luôn mấy anh ơi. Rồi em đo thông số luôn, 15 luôn em ơi. Cũng là được 24 nha cô chú. Rồi 24, cao luôn. Chiều cao này được 66. Rồi 66. Đo cái cũ cho cô chú xem ha. Cũ là được 33 nha cô chú. Rồi 33 bà con ơi. Mã số 15 này cũng là đồng giá là 1.500.000 luôn nha cô chú. Rồi 1.500.000 đổi luôn. Dạ. Mã 16 lùng lợt đẹp. Tiếp theo là 16 mấy anh ơi. Lùng lực nha cô chú. 16 lùng lực luôn, 16. Chi cành có luôn mấy anh ơi. Rồi ok em đo luôn, 16. Đó đây là được 29 nha cô chú. Rồi 29 luôn bà con ơi. Đo cho này cho cô chú. 17 nha cô chú. Rồi 17. 50, chiều cao 50. Ok. Mã số 16 này cũng là đồng giá 1.500.000 đồng nghe luôn nghe cô chú. Đổi luôn bà con ơi, 17 lên. Mã số 17. 17 là không có cũ. Mã số 17 bà con ơi. Chi cành có luôn nha mấy anh ơi. Chi cành này đủ nha cô chú. Chi cành này đủ luôn. Mã số 17. Rồi em đo luôn, 17 luôn. Được 25 nghe cô chú. Rồi 25 bà con ơi. Cao luôn. Em này được 90, 79. 79. Rồi. Dạ. 17 cũng là đồng giá 1.500.000 đồng luôn nghe cô chú. Rồi tiếp tục đồng giá luôn bà con ơi, đổi luôn. 18. Rồi tiếp theo. 18. Là có cái đuôi ở sao luôn nghe cô chú. Rồi lắc nhẹ đi. 18 mấy anh ơi, 18. Ở đây thì nó không quắn, mà lên đây thì nó quắn nha cô chú. Rồi, ok. Rồi, ok, đo luôn em ơi.
17. Này được 65. 65 luôn, rồi ok. Mã 18 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. 1.500 luôn, rồi đổi luôn. Mã số 19. Em này là 19. Chỗ này nó có một viên mặt hẹo nha cô chú. Chai đá là lạnh chưa? Rồi, ok, nhẹ nhẹ đi. Bắt nhẹ luôn. Mã số 19 bên đây. Rồi, dạ. Thông số luôn. Hai mươi bốn. Rồi 24, cao. Chiều cao được 57. Rồi ok. Mã số 19 này cũng là đồng giá 1.500.000 luôn nha cô chú. Rồi đổi luôn, tiếp theo. 20. Mã số 20. 20. Này nó như sù cám vậy nha cô chú. Đây. Ở đây sù cám luôn. Dạ. Đây nó lạnh hết trời. Rồi, dạ. Tay lạnh luôn, ok. Mã số 20 mấy anh ơi, 20. Rồi, cho thông số luôn em ơi, 20 luôn. Em này được 21 nha cô chú. Rồi, 21, cao luôn em ơi. Chiều cao này được 53. Rồi, 53. Mã số 20 cũng là đồng giá 1.500.000 luôn nha cô chú. Rồi, tiếp tục đồng giá đổi luôn. 21. Mã 21. Trong này thì bị chạy lúng lỗ nhưng không sao nha cô chú. Rồi, ngay tay á. Dạ. Okay. Đây thì bị một mặt hẹo. Nhưng mà chai đá không sao. Xây tròn vòng luôn. Rồi, em cho thông số luôn. Hai mươi ba nghe cô chú. Rồi, 23, cao luôn. Cam này được 49. Rồi. Mã số 21 này cũng là đồng giá 1.500.000 nghe cô chú. Rồi, đổi luôn. Đổi luôn, 22 lên. 22. Mã số 22 mới là. À, những ốc sên luôn nghe cô chú. Ốc sên luôn. Hai mươi hai mấy nơi. Dạ, 22. Rồi đo luôn em ơi. Hai mươi bảy nha cô chú. Rồi 27, cao của em luôn, cao luôn. Các em này được 61. Rồi 61, ok. Mã số 22 này cũng là đồng giá 1.500.000 luôn nha cô chú. Rồi 1.500.000 luôn mấy nơi. Rồi tiếp theo. Mã số 23. 23. Rồi cũ to luôn. Dạ. Cũ nó cũng hơi to chứ không có to chú nghe cô chú. Rồi, có cũ. Dạ. Rồi ok đo luôn em ơi. 22. Rồi, cao luôn. Chiều cao này được 70 nha cô chú. Rồi, 70. Mã 23 này cũng là đồng giá 1.500.000. Rồi, 1.500.000 luôn mấy nơi. 24. 24. Dạ, này chơi cặp với 23 luôn nha cô chú. Rồi, 23, 24 này cặp luôn. Chỉ cần có luôn mấy nơi. Dạ. Ok. Rồi em đo luôn. Rồi đo dưới cho cô chú nha. Là này được 20 nha cô chú. Rồi 20, cao luôn. Cam này 74. Rồi 74, ok. Mã số 24 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. Rồi đổi luôn, đồng giá luôn, 25 lên. 25. Mấy anh ơi, dạ. Lại 25. Mã số 25. Rồi, đo luôn em ơi, 25 luôn. 25. Rồi, ok. Chiều cam này được 54. Rồi. Mã số 25 này cũng là đồng giá 1.500.000 nha cô chú. Rồi, ok, đổi luôn. 26. 26. Là bị một hộp mặt hẹo ngay đây nha cô chú. Rồi, ok.
cái lượng máu mà từ sau Tết Nguyên Đán đến nay đó thì nó có 26 mấy anh ơi, 26. Sau Tết thì bắt đầu là nó lại là tăng. Rồi, ok, đo luôn. Thì tăng hiến máu cho nên cái lượng máu nó xuống thấp mà không đủ. Em này được 23. Rồi, 23. Chị các em này được 63. 63 luôn. Mã số 26 này cũng là đồng giá 1.500.000 luôn nghe cô chú. Rồi, đồng giá luôn. Tiếp theo. 27. 7. Hiến máu tình nguyện cho nên là cái người dân cũng đồng thời với là cán bộ công chức thì tập trung cho lượng máu là nó cung cấp đủ. Mã số 27 mấy anh ơi. Thừa thì sau đó cũng không có lâu. Thì tới cái rồi đo luôn, đo luôn. 15, à được 20 nghe cô chú. Rồi, cao luôn. Chiều cao được 55. Rồi. Mã số 27 này con xin giao lưu cô chú là đồng giá là 1.500.000 luôn nghe cô chú. Rồi, tiếp tục đồng giá luôn. Rồi, dạ. Tiếp theo 28. 28. Mã số 28 mấy nơi. Dạ. Chỗ này là không sao cho nghe cô chú. Rồi, chỗ này. Lạnh chưa? Ok. Của cấp trên. Tất cả cán bộ công nhân viên tới mã số okay, 28. Mã số 28 là Quỳnh Thân là được 22 nha cô chú. Rồi 22. Chiều cao em này được 49. Rồi 49. Mã số 28 xin giao lưu cô chú là bằng giá 1.500.000 nha cô chú. Bằng giá luôn. Rồi dạ. Đổi luôn. Mã 29. Rồi 29. Lùng lực bông sai đẹp nha cô chú. Rồi chỉ cần có luôn mấy nơi. Dạ. Mã số 29. Rồi, đo luôn, 29 luôn. Em này được 20 nha cô chú. Rồi, 20. Chiều cao được 49. 49. Dạ. Mã số 29 này cũng là bằng giá luôn nha cô chú là 1.500.000. Hôm nay đồng giá hết mấy nơi. Dạ. Rồi. 30 là mã số cuối như con hú ngồi luôn nha cô chú. Cuối luôn. Như một con hú ngồi vậy đó. Rồi. Hai chân đây. Ở đây là hai chân với cái đuôi. Rồi, cái đuôi. Dạ. Hai đuôi luôn. Độc lạ nghe bà con. Dạ, ơi. Hai đuôi luôn. Mã số cuối cùng. Rồi, đo luôn em ơi. Cuối cùng. Em này được 24. Rồi, 24. Chiều cao được 67. Rồi, 67. Dạ. Mã số 30 này cũng là bằng giá luôn nha cô chú. Rồi, bằng giá luôn. 1.500.000. Rồi tất cả thì bao cái chip ha. Dạ. Rồi ok. Rồi đọc lại cái số điện thoại rồi chào cuối luôn em ơi. Dạ, số điện thoại của con là 0788760629. Zalo cũng là số đó luôn nghe cô chú. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt luôn đi. Dạ rồi, chào tất cả cô chú. Cảm ơn cô chú vừa qua ủng hộ giúp con ạ. À. Dạ, cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Rồi, xin tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh ơi. Mến chào tạm biệt. Cảm ơn anh mấy anh rất là nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật video mới nha mấy anh. Rồi, cảm ơn.